ao này khoảng 3.000 ha. Đánh đánh vôi cho nó trong nước luôn, cho nó tăng thêm canxi lên. Quá đẹp. Dạ dạ dạ. Quá đẹp. Đấy, từ đây là bơm vô ao nuôi thôi. Rất tuyệt vời. How do you feel this system? It has all the elements. The reservoir, the water treatment process, nurseries, and very good size functional ponds. Yeah. So this guy is on the right track. That's where everyone has to be with nurseries and reservoirs and good water treatment. Ông nói là cái khu nuôi này là có đầy đủ từ cái ao dèo cho đến cái việc xử lý nước đầu vào, và cái cách với cách làm như thế này thì cái vấn đề mà để mà kiểm soát trong quá trình nuôi này sẽ cực kỳ là hiệu quả. Thực sự thì một người đã am hiểu về kỹ thuật mà đi nuôi tôm rất là lâu và đầu tư tới nơi thì hiệu quả đem lại rất là cao các bạn. Và cứ mỗi một năm một khu nuôi 6 ao, một cứ ao ngàn mét vuông như thế này, thu được từ 60 đến 100 tấn tôm thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Với mức lợi nhuận như thế này là quá tuyệt vời. Đấy. Thì đây là trải qua cái chiếc dắt thì bắt đầu nước đi tới đây, và từ đây sẽ chảy qua cái nó theo cái hai cái ống nước tràn này, hai ống nước tràn này, để hai ống màu tràn màu trắng này các bạn thấy không ạ, để chảy qua cái ao này, chảy qua cái ao này đó. Và từ đây thì ở dưới cái đầu gió thì bắt đầu lấy nước để cấp qua ao nuôi. Đây là cuối gió nha các bạn nha. Nước cuối gió thì nó hơi màu sắc nó không được tốt bằng tại nó có lượng cận, nhưng mà nước đầu gió thì rất đẹp các bạn nha. Đấy. Ở bên đó cấp thêm cái gì nữa anh? Cái này em vôi anh. À, cho thêm vôi vô đó. À, cấp thêm vôi ở khúc này. À, vô đá. Đấy. Qua mấy cái lưới để giữ lại cái lượng cận. Rất tuyệt vời các bạn nha. Đấy, cái đường kính của này, đường bề ngang của này chừng cỡ 3 mét thôi. Đấy, chiều dài này là khoảng vài chục mét. Đấy, cái channel như thế này rất là hay. Đấy, cái đường kênh này rất là hay. Rất là hay. Một khu nuôi rất là tuyệt vời các bạn nha. Quá tuyệt vời. Hiệu quả đem lại rất là cao. Đó, các bạn có thể nhìn tổng thể khu nuôi. Nhà cửa xây dựng rất là bài bản. Đó, khu nuôi rất là thiên nhiên. Đó, rất tuyệt vời.